Ở đây video bán ác tập số 529 với một ác ở server số 62, giá siêu hời dành cho các anh em. Chủ ạc thì vừa đi công tác về sau một chuỗi thời gian nhờ bạn chăm ạc, nhưng mà thật là bạn ấy thì có yêu cầu tương đối cao, những bạn chăm thì không đạt yêu cầu nên thành ra là bạn ấy muốn bán đi để kiếm một cái ạc tốt hơn. Theo mình nghĩ thì ạc này vẫn cực kỳ ngon các bạn ạ, VIP 10. Chắc là sẽ bỏ qua mất bốc màu cuối. Mizuchi sẽ vòng 2 sẽ lấy. Hiện nay thì đang xài hạt nhân là Kill Flame của hạt nhân team Tứ Hồn. Team hiện nay thì cũng sở hữu 3 trên 4 cung thư, không có ráp, thành ra là chưa có cái vai trò giảm công, thiếu chút giảm công thôi. Bên đối phương họ đánh mình sẽ đau hơn thôi. Đấy, chứ còn bên mình công thì vẫn thế nhá. Đấy. Thì trong tương lai thì các bạn mình nghĩ là có thể lấy ráp vòng 2 hơi khó nhỉ. Bây giờ lên lấy ráp vòng 2 thì chắc chỉ chưa có 5 sao tam môn. Mình nghĩ lấy hội đằng sau có thể là Major hoặc là Vice vòng 2 cũng được. Đúng không? Đấy thì tùy các bạn lựa chọn. Trong team hiện nay thì đang tứ hồn cực chuẩn rồi. Mình check qua rune cũng như có chung là các chỉ số quan trọng bây giờ thì bao gồm có rune, có môn, bán môn đấy và hồn lực 5. Đấy là ba cái chỉ số quan trọng. Chip đó để các bạn ngó qua. Đằng này thì hồn lực 5 nói thật là hơi yếu. Đấy, hơi yếu. S62 lục môn của thần bài, lục môn của Kill Flame của Xion. Đó, các bạn này thì thiên hướng hoàn toàn về tấn công. Đây là lục môn của Mr. Karate hay còn gọi là Tengu các bạn ạ. Tốc độ trưởng của này dao động trong từ khoảng 1x tới 2x tùy thuộc của bạn có online hay là không. Đấy. Hiện nay thì đang là top mà hay vậy các bạn. Đấy. Mới chuạc mới về mấy hôm bắt đầu chăm chăm chi. Đấy. Chênh nhau 11 hạng các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đấy. Thôi chắc là mình cũng không đánh lại đâu. Đấy, quay để các anh em biết thôi chứ còn đâu cũng không tốn nhiều thời gian. Đấy, video thuần bán ạc thôi. Đây check thêm một cái chỉ số chip nữa. Nó ở phần chỗ này. Thường là full chip vàng các bạn ạ, hai viên đỏ. Rồi. Các anh em nào mua thì đánh cái chế độ melee để khoảng tuần này, không cần nhiều tuần này. Đảm bảo các bạn là full hết. Đây ông này không đánh nhiều. Người ta ba hết đây không trên ba đi công tác không đánh được. Mình check nhanh một tí nốt ở cái phần túi đồ để các bạn có cái nhìn nó toàn diện luôn, hồn hiệu hồn sách còn rất là nhiều. Nói chung là VIP cao rồi thì hồn hiệu hồn sách không phải vấn đề, mảnh vẫn đang còn 131 mảnh. Thay thế thì chắc là sẽ là Mizuchi một con nào đấy giảm công thôi. Giảm công thì sắp tới thì sẽ có Rap, Vice, Major, ba con giảm công đều ngon cả. Tùy các bạn thích chọn nào phải chọn. Có điều phải full mèo xong nữa. 30.000 nim cương nhảy kết hợp đây trong này nữa. Nó cũng rơi vào khoảng độ 31 32.000 nim cương đấy các bạn ạ. Đến ngày cuối chắc độ khoảng độ kịch thì 35k kim cương. 35k kim cương thì khó mà full mèo được. Nói thật là khó full mèo được. Phải lạp thêm một gói 4.500 kim cương nữa chắc. Đấy, hơi căng nhỉ. Đấy, thôi các bạn bỏ cho mình bốc mèo cuối đi. Nó dễ chơi đúng không? Đấy, bỏ đi. Mizuchi vòng 1 bỏ qua. Toàn bộ thông tin nạc mình đã check xong, giá bao gồm toàn bộ chi phí chỉ là 1,2 triệu, siêu siêu rẻ. Anh em vào nhanh tay thì được nhá. À có hoàn toàn không lỗi lầm gì cả, full là mật từ A đến Z.